Những ngày hè tháng 6 rực rỡ, người hâm mộ lại tiếp tục được thưởng thức những bữa tiệc bóng đá trên sóng VTV. 4 bảng đấu, 16 đội bóng, 19 ngày tranh tài. Cùng hướng về Uzbekistan để chờ đón chủ nhân thứ 5 của chiếc cúp vô địch Cúp bóng đá U23 châu Á AFC, nơi khởi đầu cho những ngày tháng tươi đẹp của bóng đá Việt Nam, trực tiếp trên VTV5 và VTV6 từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022.